Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Hôm nay em lại giới thiệu với các bác là một combo bộ sản phẩm như sau: pin sạc và cục sạc. Đấy, như hôm trước là cũng quay video rồi nhưng nhỡ nó không đăng lên được. Hôm nay bắt đầu em quay lại. Thì bộ pin sạc này là sạc này là của hãng là FPN. Như các bác nhìn thấy đây là của hãng là FPN. Đấy. Và sạc là 4 quả pin và bên trong là có hướng dẫn sử dụng cùng với cái này thì là phiếu bảo hành hay gì đó đây này. À đây là hướng dẫn sử dụng với thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm này các bác này. Ai à, hay cái các bác có thể check mã code luôn để xem là hàng có phải chính hãng không này. Đấy, rất là xịn luôn. Đấy, rồi đây là phần cụ sạc, đây là hướng dẫn sử dụng này. Cái này thì nó có hai loại 4 sạc phát 4 pin và sạc phát là 10 pin. Thì đây là sạc phát 4 pin, em lấy về cho một anh em trong này. Thì hiện tại như em bán thì em báo giá luôn cho các bác nhé, các bác không phải chờ đâu, sốt ruột. Thì như một combo này đấy, là một bộ này là cả pin lẫn sạc, hiện tại em đang bán là 450.000 bao ship. Đấy, một bộ này đấy là bán là 450.000 bao ship. Lãi em không được bao nhiêu cả, lãi rất là thấp luôn. Có khi là lằng nhằng nhiều khi là các bác mà bom hàng không đấy là em lỗ cước vận chuyển đấy. Em lãi rất là thấp luôn, các bác tin hay không thì tùy. Thì đây là pin sạc chính hãng của thương hiệu là KTV Pro đấy. Và nguồn gốc xuất xứ các bác có thể thấy luôn, đó là Made in China. Đấy, chính xác nguồn gốc xuất xứ đảm bảo rõ ràng luôn cho các bác không phải nhập nhèm làm gì. Nào, ăn bất hồng hoàng không nhập nhèm làm gì cả. Đấy, thì là nếu mà các bác mà mua, ví dụ các bác mua pin lẻ thì là vào 250 một bộ, và các bác mua sạc lẻ thì là cũng là 250 một cục. Đấy. Đấy, một bộ đây là 4 quả là 250. Em chỉ bán 4 quả thôi nhé, không có bán 2 quả. Các bác lấy 8 quả thì em sẽ ưu đãi hơn. Các bác lấy pin là 250, 4 quả pin là 250. Còn nếu mà các bác lấy cục sạc một cục là cũng 250. Còn nếu mà các bác lấy cả bộ này thì chỉ có 500 thôi. Đấy, chỉ có 450.000 thôi. Đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để dưới phần mô tả các bác nhé. Thế này mà mời các bác xem cái cục sạc này, vì em sẽ cắm luôn vào nguồn điện để thử và test thử luôn cho các bác xem này, pin sạc hoạt động nó như nào. Đấy. Và hướng dẫn luôn, nhiều các bác là không biết. Đấy, thì các bác nhìn đây ở trong cục sạc này. Trên cục sạc này nó sẽ có ghi là cộng và trừ. Các bác để cộng này, dưới này trừ này. Đấy, các bác về thì ở pin của pin này thì là cũng có luôn là đánh dấu là cộng với trừ luôn, các bác có thể nhìn thấy ngay đây. Cộng và trừ rất là rõ nét luôn. Đấy, cộng đưa vào cộng, trừ đưa vào trừ. Cái này muốn lắp ngược cũng không lắp được các bác ạ. Lắp ngược nó không hiệu quả, không thể sạc được. Đảm bảo luôn. Đấy, bây giờ em sẽ lắp một phát 4 quả luôn và sạc luôn cho các bác. Khi đẩy và nó báo thế nào. Đấy. Rồi, ok. Đây là hộp vỏ. Và đây em sẽ cắm vào ổ điện ngay sau đây. Có rất là nhiều. Đây, em sẽ zoom lên cho các bác xem nha. Ổ điện cả một đống luôn. Đây. Rồi, em sẽ mở cái chân sạc này ra. Đây, mở ra. Và cắm vào thôi. Rồi, cắm vào thì nó sẽ báo đèn như các bác có thể thấy đây. Đấy, từ cắm hiệu ở trên cho nó sáng đã. Thì đây là cắm đèn vào nó sẽ báo này, khi đầy là nó sẽ báo đèn xanh. Đấy, bây giờ em sẽ nhấc một quả ra này. Đầy nó sẽ báo là đèn xanh và chưa đầy thì nó sẽ báo là vàng vàng bằng xanh đấy. Rồi ok, em sẽ lắp vào. Đấy, cắm phát là đầy con này hay cái đầy nó tự ngắt luôn. Đấy, nó không dư điện. Đấy. Đấy, các bác thấy luôn. Rồi, ok. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Rồi ok, hẹn các bác video sau nhé. Đây là toàn cảnh hiện trường này. Đấy.